Em thi đầu tiên thật luôn. Bạn Tuyến chuẩn bị 90 giây bắt đầu. Mời bạn sắp xếp từ UGNAM. Quy mù quáng. Mù quáng, đáp án chính xác. Vỗ tay cho bạn, câu đầu tiên đã đúng rồi. Tiếp theo Dung nhan, chính xác rồi. Độc dược hoàn toàn đúng. Rất nhanh, hoàn thiện cụm từ sau. Hoàn thiện. Xấu chàng hổ ai. Chính xác. Mèo mả gà đồng. Hoàn toàn đúng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Công sở là môi trường chung của nhiều người, không phải là nơi để bạn mang việc riêng tới. Hai. Mấy ạ? Hai ạ. Đáp án hoàn toàn đúng. Mời bạn tiếp tục. Thói đời không sai được, rất nhanh. Còn đây? Phường. Trộm. Gì? Trộm cướp, đúng rồi ạ. Tiếp tục bạn. Hỏa hoạn. Gì? Hỏa. Gì ạ? Nói rõ ra cho tôi. Hỏa hoạn ạ. Đáp án đúng, bạn nói rõ ra nhá. Hỏa hoạn, chính xác. Tiếp theo. Đây là cô ấy là một người rất là... Đánh đá. Hoàn toàn đúng. Tiêu cực. Dễ dàng là thói chấm chấm chấm. Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều. Khôn ngoan. Trích chuyện Kiều của Nguyễn Du. Bỏ qua. Hồng nhan. Bạn còn hai câu nữa. Trách người quân tử gian manh chơi hoa rồi lại hái chấm chấm kế bên. Kìa. Bỏ qua. Cành. À, hết giờ. Bạn Kim Tuyến, bạn có 11 điểm. Chúc mừng bạn.